Giờ là 9:34 phút rồi. Nội dung nó hơi nhiều. Thực sự nói là up YouTube thôi á thì nói nó khá là nhanh, đơn giản, nhưng mà đi vào chi tiết nó quá nhiều thứ để mà mình phải học. Mình up lên bình thường thôi á thì ai cũng up được ha, chỉ có làm video xong post lên ai cũng post được. Nhưng mà post lên để mà người khác có thể search ra và coi được cái video của mình, đó mới là cái khó ha. Thì hôm nay anh sẽ chia sẻ về cái nội dung là làm thế nào để up một cái video, upload một cái video lên YouTube mà có khả năng để mà khách hàng search ra cho ra mình đó. Thì các bạn cũng biết rồi, cái video marketing là một cái kênh nó rất là hiệu quả, tại vì cái video là một cái phương tiện truyền thông những cái thông tin nó tốt nhất. Khách hàng không chỉ nhìn thấy hình ảnh mà còn thấy cả cái âm thanh nữa, thấy được cái nhân vật nữa, nên người ta sẽ cuốn hút hơn và cái thông điệp nó sẽ tốt hơn. Đó, mình không có bàn nhiều về cái tầm quan trọng của video nữa, mà hôm nay thì sẽ nói về cái kỹ thuật để mà mình đưa cái video lên YouTube. Thì lúc trước anh cũng không có quan tâm lắm vào cái kênh YouTube này. Anh cũng làm cái kênh Terra TV của mình, và những cái video mình làm á, ví dụ những cái video tiến độ dự án thì mình làm và mình cứ up lên YouTube bình thường thôi. Mình chỉ cứ post lên rồi cứ next next next, những cái nút của YouTube khi mà post lên á, mình chỉ bấm tiếp theo rồi xong mình post, thì nó ra một cái cũng lên được YouTube rồi, có cái link để mình chia sẻ. Nhưng mà những cái video đó khách hàng sợ nó không có ra, thì nó mất công của mình thôi, mình bỏ công mình làm video rất là lâu. Anh ví dụ như anh em làm một cái video nó rất là vất vả, anh Hà với anh quay một cái video phải nhiều lần rồi anh mới mới làm được một cái. Nó vất vả như vậy mà post lên YouTube thì không ai xem á, thì nó tốn thời gian, nó không có hiệu quả. Thì nội dung anh chia sẻ ngày hôm nay á, nó sẽ gồm 2 phần, gồm 3 phần. Phần thứ nhất là các lưu ý về thuật toán của YouTube để các bạn hiểu được cái bản chất, rồi sau đó mình làm, mà vì sao mình phải làm những cái bước như vậy. Nếu mà mình không hiểu mà anh chỉ luôn cái nếu mà anh chỉ luôn á thì các bạn sẽ không có hiểu vì sao sau này các bạn bỏ bước này bỏ bước kia, nó lại không hiệu quả. Phần thứ nhất là các lưu ý về thuật toán của YouTube để làm sao mà nó hiển thị cái video mình nhiều. Và cái thứ hai là mới là cái chính trong buổi ngày hôm nay, là các bước thực hiện việc đăng một cái video. Và cái phần thứ ba là phần là phương pháp SEO video lên top. Thì phần này anh có nhờ anh Huy nghiên cứu trước, và xíu nữa thì phần này anh Huy anh sẽ trình bày với các bạn, tại vì nội dung nó cũng khá là nhiều, 3 phần này, nhưng mà nó vô cùng, nó có rất là nhiều chi tiết, lên tới có hơn chục cái chi tiết là mình phải phải làm và làm thực tế. Thì các bạn cứ xem ha, các bạn cứ xem cách anh làm anh demo, bạn xem bạn lấy giấy bút bạn note lại. Và cái đoạn video này thì anh sẽ lưu lại và anh sẽ gửi lại các bạn để sau này các bạn thực hành, các bạn coi lại ha. Thì đầu tiên là cái thuật toán của YouTube á, thì YouTube có đánh giá một cái video chất lượng hay không á, thì gồm có 2 cái yếu tố chính là thời gian xem nhân với cái lượt hiển thị ha. Thời gian xem nhân cái lượt hiển thị, nếu 2 video cùng một nội dung mà cái thời gian xem của video này nhân với lượt hiển thị của video này mà nó cao hơn video kia thì lúc nào search nó cũng lên trên đầu, lên trên, nó đánh giá video chất lượng hơn ha. Có 2 cái yếu tố chính là thời gian xem và lượt hiển thị. Thì lượt hiển thị là sao? Là các bạn ví dụ bạn lên YouTube, bạn search một cái từ khóa trên thanh search trên YouTube, ví dụ như là Beacon Plaza ha, thì nó ra hiển thị những cái video ở đây, hiển thị những cái video. Thì nếu mà một cái video nào mà nó hiển thị nhiều lần mà người ta không vào xem thì YouTube mới đánh giá video này nó không có tốt, thì nó sẽ dần dần nó sẽ đẩy xuống ha. Còn nếu mà search mà ra hiển thị này và người ta click vào nhiều
Thì nó đánh giá video này là thu hút khách hàng, là nó tăng cái điểm lên, và sau này nó càng ngày nó càng ưu tiên cái video đó lên. Đó là cái lượt hiển thị. Còn cái lượt hiển thị đó là khi search. Còn một cái loại lượt hiển thị nữa là lượt hiển thị gợi ý. Các bạn nắm ha. Khi mà mình coi một cái YouTube, một cái đoạn video trên YouTube, thì bạn thường để ý là bên tay phải nó có những cái video gợi ý bên phải, đúng không? Đó là gợi ý của YouTube. Thì nếu mà video mình mà được gợi ý nhiều lần ở cái cột bên phải mà không ai click vào á, thì nó cũng đánh giá thấp cái video của mình, và lần sau nó cũng sẽ không có gợi ý nữa. Ha, đó là hai cái đặc điểm của cái lượt hiển thị. Lượt hiển thị. Còn thời gian xem á, thời gian xem là khi người xem, người ta vào cái video rồi và người ta xem, người ta thấy video nó hấp dẫn, nó đúng cái mục tiêu, cái nhu cầu của họ đang muốn xem, thì họ xem càng lâu trên cái video này, cái tỷ lệ xem càng lâu trong cái video, thời gian xem càng lâu, thì YouTube nó sẽ đánh giá cái video này chất lượng. Sau này hai cái yếu tố này kết hợp lại với nhau, thì lần sau khách hàng search thì YouTube nó sẽ ưu tiên, nó đưa lên trên đầu cho người xem, tại vì nó biết rằng cái video này là chất lượng. Bạn nắm hai cái đặc điểm như vậy. Rồi nói chi tiết hơn về cái lượt hiển thị á, nó ảnh hưởng bởi những cái yếu tố gì? Ảnh hưởng bởi những yếu tố gì? Thì đầu tiên đó là yếu tố là viết chuẩn SEO của YouTube. Viết chuẩn SEO của YouTube. Thì chuẩn SEO nó gồm một số cái đặc điểm là cái tiêu đề, cái description. Description là mô tả đó. Rồi cái tag trong YouTube, rồi cái card, end screen, cái playlist, rất là nhiều chi tiết. Và xíu nữa là thực hành anh sẽ chỉ cho các bạn chi tiết làm như thế nào. Đó là được hiển thị nhiều ha, khi khách hàng search trên cái thanh YouTube, và khi mình viết tiêu đề, mình viết description nó đúng cái tiêu đề đó, thì khả năng nó sẽ hiển thị lên cao, hiển thị cao ha. Y chang như SEO web vậy các bạn, nó tương tự như việc SEO web đó. Và cái thứ hai nữa thì hiển thị rồi nhưng mà không có click á, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. YouTube nó sẽ dần dần nó đẩy cái video mình xuống dưới thôi. Thì làm thế nào để click xem nhiều, thì nó có hai cái yếu tố. Đó là cái hình. Các bạn hay vào YouTube, các bạn thường search, các bạn sẽ lướt và thấy cái hình nào nó cuốn hút thì các bạn dừng lại và các bạn click vào, đúng không? Thì cái hình là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng khi mà post video lên YouTube. Đó, thường thì trước kia thì anh post lên YouTube đó, thì lúc post thì nó sẽ gợi ý vài cái hình trong cái video, và anh chọn đại một cái hình nào đó đẹp đẹp, anh làm cái hình thumbnail. Tuy nhiên cái hình như vậy á, thì nó sẽ không có gây chú ý cho khách hàng, nó không có đẹp. Thì từ giờ thì mình sẽ làm YouTube mình up lên á, mình phải thiết kế một cái hình thumbnail nó đẹp, gây chú ý. Đó là một đặc điểm nữa. Và cái thứ hai, sau khi mình xem cái hình mà thấy nó đẹp rồi, mình dừng lại và mình đọc cái tiêu đề lướt qua, mình thấy nó cuốn hút, nó phù hợp, đúng cái ý của mình đang tìm, thì mình sẽ click vào. Đó là những cái đặc điểm mà để mà post một cái bài, một cái video lên YouTube. Rồi nội dung sao cho hay á, yếu tố nội dung sao cho hay để mà khách hàng ở lại xem nhiều. Thì cái này là một cái nội dung nó hơi chuyên sâu hơn, thì anh sẽ dùng một cái buổi khác để mà nói về cái nội dung sao cho hay. Còn hôm nay là chủ yếu tập trung làm sao để post một cái đoạn video lên YouTube thôi nha, chứ nói nhiều quá nó lan man rồi anh em chả nhớ gì hết. Rồi hôm nay là sẽ chỉ cho các bạn là các bước thực hiện như sau, nó gồm tới 6 bước lớn. Một là chuẩn bị cái video. Giả sử như các bạn đã có video rồi nha, hôm nay mình không có nói về cái video. Giả sử đã có video rồi thì bây giờ là mình sẽ post lên thôi. Rồi bước thứ hai, mình sẽ cài đặt cái app VidIQ. Bước thứ ba
là mình sẽ đi tìm những cái từ khóa ha, những cái từ khóa để mà mình viết trong cái title, cái tiêu đề và trong cái đoạn mô tả. Rồi sau đó mình sẽ upload cái video lên mà mình tiến hành một loạt các cái bước như nãy anh có nói. Rồi sau đó mình share lên mạng xã hội và mình chèn một cái comment ở trong cái đoạn YouTube của mình. Các bạn để ý trong những cái video anh làm anh đều thực hiện tất cả những cái bước này. Các bạn xem mà nghe anh chia sẻ xong rồi các bạn coi lại cái video anh làm thì nó bao gồm tất cả những cái bước trên ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi thực hành từng bước một. Đầu tiên á là giả sử mình có cái video rồi nha. Giả sử anh có cái video video này. Các bạn bạn thấy cái video đúng không? Anh có hai cái video này. Anh sẽ up cái video là nhà mẫu Beacon Plaza. Bài thực hành hôm nay anh sẽ làm thật luôn, anh sẽ làm thật, anh up thật luôn. Video này là video mới. Anh sẽ up thật luôn để các bạn cùng xem cái bước làm như thế nào. Để lần sau các bạn có những cái video như thế này nè. Các bạn sẽ up lên và các bạn theo các cái bước làm của anh thì cái tỷ lệ khách hàng thấy được nó sẽ cao hơn. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ trước khi up lên YouTube á, là anh giới thiệu các bạn một cái app để hỗ trợ mình trong cái việc phát triển cái kênh YouTube. Đó là cái app Viz IQ. Các bạn note lên trên giấy á, là Viz IQ, VIDIQ. Các bạn note lại, cái app này nó rất là hay, nó cho xài miễn phí và cũng như là trả phí. Giả sử các bạn vào cái trình duyệt Chrome của mình á, các bạn chỉ cần search như thế này nè, Chrome add-on nè, để mà tìm cái ứng dụng đây ha. Các bạn search là Chrome add-on, các bạn vào cái link đầu tiên khi mà tìm kiếm ra đó, rồi các bạn search cái từ mà nãy anh vừa nói là Viz IQ á, Viz IQ. Thì cái app, cái add-on đầu tiên ở trên á, các bạn click vào. Rồi, cái này là anh đã cài rồi nên nó chỗ này là xóa khỏi Chrome. Nhưng mà nếu bạn chưa cài á, nó sẽ hiển thị cái từ là add vào Chrome. Các bạn bấm vào thì nó tự động nó cài vô cái trình duyệt của mình. Cài lên trình duyệt của mình. Thì sau khi cài xong á, nó có chữ IQ nhỏ nhỏ khúc này các bạn. IQ nhỏ này. Ở bên góc phải á, các bạn sổ xuống. Bạn sổ xuống thì nó có cái menu của trình duyệt Viz IQ này. Và các bạn đăng ký một cái tài khoản free ở đây, bạn đăng nhập vào. Nó cũng khá là đơn giản thôi. Cái tài khoản của anh đã đăng nhập rồi ha. Đăng nhập rồi. Thì cái bước này các bạn tự làm và nó cũng khá là đơn giản. Cái Viz IQ này á, các bạn có thể sử dụng để mà nghiên cứu những cái video khác. Sử dụng nghiên cứu những video khác ha. Ví dụ như anh search cái từ Beacon Plaza trong cái YouTube đi. Cái video hiển thị đầu tiên. Rồi các bạn thấy cái video đầu tiên này rồi các bạn để ý bên tay phải á, bên tay phải. Các bạn sẽ thấy thêm nhiều cái thông tin. Đây là do cái Viz IQ này nó chèn vào, nó báo cho mình. Các bạn có thể thấy nè, rất là nhiều thông tin ha. Nhưng mà các bạn chú ý phía dưới. Đây. Đây là những cái tiêu chí mà cái ứng dụng này nó sẽ gửi cho bạn để mà đăng một cái đoạn một cái video lên YouTube mà đạt cái hiệu quả SEO của kênh, của cái YouTube. À, ví dụ như cái video này đang là tiêu đề là ok nè, chiều dài là ok ha, thẻ thì quá ngắn nè, cái thẻ tag này nãy anh có nói đó,
thì nó rất là bạn này chèn quá ít mô tả thì nó báo là tạm ổn rồi, các cái thẻ các cái card này nó không có chèn nè, end screen này không có chèn nè, hình hình thumbnail thì ok nè, rồi chưa chia sẻ lên mạng xã hội nè, rồi công khai là ok rồi nè, bình luận thì chưa có đăng bình luận mà chưa có ghim lên. Đây là một số cái tiêu chí mà cái phần mềm nó sẽ giúp mình, nó nhắc cho mình làm, và mình làm đạt á nó sẽ tích xanh tích xanh tích xanh hết, thì lúc đó thì cái video mình gọi là viết chuẩn ha, là viết chuẩn. Rồi các bạn kéo xuống phía dưới này nè, cái xuống dưới này, cái này nó rất quan trọng ha, cái này là cái tag, cái tag của video. À bạn này là không có chèn cái tag của video ha, không có chèn cái tag của video, cái này là thiếu sót rất là lớn này. Cái tag video này á là cái là những cái từ khóa mà giúp cho YouTube nó hiểu là video nói về cái gì, nó là những cái từ khóa sau này mình sẽ viết tiêu đề và description luôn, nó trùng với những cái tag này. Các bạn này đang thiếu sót, và nếu cái video của bạn ha, của anh em mình á mà làm với cái nội dung tương tự Beacon Plaza và các bạn làm viết nó tốt hơn thì hoàn toàn có thể vượt qua bạn này để mà hiển thị ở trên ha. Thì nội dung bạn này bạn làm này cũng đơn giản chứ không có gì ấn tượng lắm, bạn nói thì âm thanh nó cũng khá là nhỏ, rồi hình ảnh nó cũng rất là giật giật bởi vì quay mà vừa đi vừa quay á đó. Thì các bạn hoàn toàn có thể làm được một cái video mà đẹp hơn, âm thanh chất lượng hơn, video nó tốt hơn, và kèm theo các bạn cái kỹ thuật các bạn đăng á nó tốt hơn nữa, thì hoàn toàn có thể vượt qua những cái video cũ, các bạn lưu ý ha. Thì cài xong cái Vid IQ nó sẽ cho các bạn thấy những cái này, và nếu mà có tiền nữa và muốn làm cái kênh cho nó tốt thì đăng ký cái bản Pro, đăng ký bản Pro thì bạn nào có tiền thôi, còn có tiền thì mình xài miễn phí thì nó cũng cung cấp cho mình một số cái thông tin cho bạn làm rồi ha. Thì có cái Vid IQ rồi, giả sử các bạn đã có Vid IQ rồi ha, thì bắt đầu cái bước tiếp theo là mình sẽ đi đi nghiên cứu cái từ khóa. Mình đang làm ngược ha, bình thường á là để làm video thì mình phải nghiên cứu cái nhu cầu trước, nghiên cứu từ khóa rồi mình mới xác định cái nội dung mình làm. Tuy nhiên chúng ta đang làm ngược, đó là chúng ta có video rồi, chúng ta có video rồi và chúng ta giờ mới nghiên cứu từ khóa để mà viết cái đăng cái video lên sao cho nó chuẩn ha. Thì mình đang làm ngược thì không sao cả. Thì các anh em bây giờ không có sáng tạo được cái video, không có làm được video thì mình lấy những cái video mà chủ tư làm, những cái video khác để mình post lên. Thì hơi ngược nhưng mà không sao cả. Thì bước này là mình phải đi nghiên cứu từ khóa. Tại sao? Tại vì á trên YouTube người ta search rất là nhiều. Người ta search theo từ khóa ha, ta search theo từ khóa mà mình viết cái tiêu đề cũng như cái đoạn mô tả nó không có liên quan gì với từ khóa là cái video mình nó không có lên. Bây giờ là tới cái bước mà các bạn phải biết, các bạn up cái đoạn video đó lên và các bạn dùng cái từ khóa gì để mà đặt cái tiêu đề cũng như là viết trong cái đoạn description. Thì giả sử cái video của anh là anh training về cái nhà mẫu ở Beacon Plaza. Anh đang training về nhà mẫu Beacon Plaza, đó là nội dung video của anh. Thì bây giờ anh muốn những người mà search thông tin liên quan tới Beacon Plaza cũng như là những bạn sale bất động sản mới có thể search ra cái video của anh, thì anh sẽ chọn cái từ khóa như thế nào. Bạn lưu ý cái nội dung video của anh ha, anh nhắc lại nha. Video của anh là video anh training cho những bạn sale mới về cái nhà mẫu dự án Beacon Plaza. Và mục tiêu của anh muốn những bạn sale, những bạn sale mới khi mà search về sale bất động sản nó ra video này, cũng như là những cái khách hàng luôn, người ta search cái từ khóa Beacon Plaza, nhà mẫu Beacon Plaza, nó cũng hiển thị luôn cái video này. Đó là mục tiêu của anh. Bởi vì á nội dung anh training khá là chi tiết thì khách hàng xem thì cũng đánh giá được là ông này ông training cho sale mà ông cẩn thận, ông chi tiết như vậy thì công ty này là công ty nó cũng uy tín. Đó là mục tiêu của anh cho khách hàng xem luôn ha.
Thì bây giờ mình sẽ nghiên cứu cái từ khóa như thế nào? Thì có hai cách để mà nghiên cứu từ khóa. Cách thứ nhất, các bạn có thể dùng cái YouTube suggestion, cái gợi ý từ khóa này các bạn. Gợi ý cái từ khóa. Các bạn lên cái thanh search của YouTube, các bạn search cái từ khóa. Ví dụ video của anh muốn liên quan tới beacon thì anh search từ cái từ beacon. Ôi cha, cũng khá là nhiều người search cái từ khóa beacon, mà nó gồm có là beacon Plaza, Beacon Sala, Beacon Garden, Miền Đông, Suối Tiên, Greenview, Bi. Ôi, nhiều từ ha. Thì anh copy hết những cái từ này luôn. Anh lưu vào cái file Word ha. Anh lưu vào file Word. Cái từ này nó rất quan trọng, sau này sẽ dùng để mà viết cái description. Lưu hết cái từ này. Đó là những cái khách hàng có thể search những cái từ liên quan tới beacon. Rồi anh sẽ tìm những cái từ khóa mà liên quan tới sale bất động sản nữa. Mục tiêu cái video này là anh tiếp cận các bạn sale bất động sản nữa. Để mà những video anh làm đang phục vụ cái mục đích là tuyển dụng nha các bạn. Phục vụ mục đích là tiếp cận các bạn sale bất động sản để mà tiết kiệm cái chi phí tuyển dụng cho công ty. Đó, thì anh phải tiếp cận những bạn sale bất động sản, thì anh cũng làm tương tự. Anh search cái từ khóa sale, nó ra là sale bất động sản nè. Sale bất động sản nè, sale bất động sản hiệu quả nè, sale phone bất động sản nè, những từ khóa mà liên quan tới sale bất động sản. Ha, đó là cách thứ nhất mà các bạn có thể tìm được cái từ khóa. Tìm từ khóa. Khi mà làm video cũng vậy. Nếu mà bạn là người mà sáng tạo video á, bạn cũng dùng cái cách này để mà coi thử người ta đang nhu cầu, người ta xem cái gì để mình làm cái nội dung nó phù hợp. Ha, biết người ta search cái gì thì mình sẽ làm cái video nó phù hợp với cái người xem hơn. Còn bây giờ là mình đang up cái video đã có sẵn rồi, thì mình sẽ tìm những cái từ khóa liên quan tới video của mình, rồi mình viết cái nội dung khi mình up lên. Là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai á, là mình dùng cái phần mềm FeedIQ đó để mình xem những cái video đang ở trên top người ta dùng cái từ khóa gì. Ví dụ như cái lĩnh vực sale bất động sản, anh enter ha, thì có những cái video rất là hay nè, như của Cà Phê Lên, sale bất động sản bắt đầu từ đâu. Anh cứ click vào, anh cũng chẳng cần xem nội dung là gì đâu, anh kéo xuống dưới ha, anh coi những cái này nè, những cái này nè các bạn, những cái tag này nè, tag là những cái từ khóa nè. Khi anh copy hết những cái từ khóa này, anh dán vào file Word, anh lưu vào file Word. Đó là hai cách. Một là dùng YouTube và gợi ý, hai á là dùng cái app VidIQ để mà tìm những cái từ khóa bằng cách là vào những cái video mà cùng chủ đề và họ đang ở trên top. Thì mình sẽ copy những cái tag này, cái thẻ tag của video này mình copy, mình lưu lại cái file Word. Đó, thì cuối cùng là trong cái video của anh, anh sẽ dùng những cái từ khóa này các bạn. Ha, anh có kết quả của những cái từ khóa này. Bước này anh em nắm được đúng không? Nó cũng khá là đơn giản mà. Một là dùng cái ở trên này nè, đoạn ở trên này là anh dùng YouTube suggest. Cái đoạn ở dưới này á là anh copy của cái video đang nổi tiếng cùng cái chủ đề là sale bất động sản. À, có vậy, thế là anh có một đống các cái từ khóa. Rồi, có từ khóa rồi, có video rồi, thì chúng ta có thể bắt đầu up lên YouTube luôn bây giờ. Chúng ta bắt đầu up lên YouTube ha.
anh share luôn cái màn hình cho nó dễ ha. Chúng ta up lên YouTube. Anh làm demo, anh làm thật luôn cho các bạn xem luôn, chứ không phải là demo ha. Thì đây là cái trang YouTube và anh đã đăng nhập vào cái kênh Tera.tv rồi. Thì khi đăng nhập á, các bạn thấy nó có cái nút cộng ở bên góc phải nè, cái nút cộng nè. Hoặc là các bạn vào cái kênh, vào kênh do studio này, các bạn vào cái link do studio. Thì trong này các bạn thấy toàn bộ cái kênh của mình, thấy toàn bộ cái kênh của mình ha. Dashboard này, nó có những cái phân tích video này. Kênh của công ty là được 1154 lượt subscribe này, 19 lượt subscribe trong 28 ngày vừa qua này. Đó, nhiều thứ trong này lắm, các bạn nghiên cứu thêm. Thì up lên á, để up một cái đoạn video, các bạn bấm vào cái nút này nè, nút mũi tên đi lên ở góc trên bên phải nè, bấm vào. Rồi tiếp theo nó bảo gì mình làm đó. Nó biểu select cái file thì bấm vào select cái file, rồi tìm đến cái video mà mình định up lên. Up lên. Rồi đây, vào trong này, vào trong này bạn sẽ bắt đầu viết nó có chuẩn hay không là ở trong trong này ha. Những cái bước trong này, đầu tiên các bạn sẽ đặt cái tiêu đề, đặt cái tiêu đề. Và cái tiêu đề làm sao là nó ngắn thôi, khoảng 60 ký tự thôi. Dài quá thì khi mà nó xuất hiện trên, khi mà search ra thì nó bị mất chữ. 60 ký tự, YouTube nó cho mình đăng tới 100 ký tự, nhưng mà nên đăng khoảng 60 ký tự thôi. Các bạn đặt cái tiêu đề, và cái tiêu đề này nó phải chứa cái từ khóa chính, chứa từ khóa mà các bạn muốn khi mà ta search nó ra cái đoạn video. Thì như nãy anh tìm các cái từ khóa, thì cái từ khóa anh muốn đưa lên cái tiêu đề này á, là từ khóa là nhà mẫu Beacon Plaza và sale bất động sản mới ha, hai cái từ đó. Thì anh sẽ đặt một cái tiêu đề và các bạn mình sẽ đặt làm sao mà cái tiêu đề nó hấp dẫn, nó lôi cuốn, nó có tính gây tò mò. Nó khó các bạn, đặt tiêu đề là một cái nghệ thuật khá là khó đó. Này là anh em nghiên cứu rất là lâu rồi sáng tạo nó ra cái tiêu đề, viết ngắn mà lại đòi hỏi quá nhiều cái tiêu chuẩn, đúng không? Nó rất là khó. Thì tạm thời á, thì video này tại vì anh chuẩn bị cũng khá là nhanh nên anh đặt một cái tiêu đề cũng bình thường như thế này, nhưng mà chứa từ khóa training nhà mẫu Beacon Plaza cho sale bất động sản mới vào nghề. 63 ký tự cũng ổn ha, 63 ký tự ổn. Training nhà mẫu Beacon Plaza cho sale bất động sản mới vào nghề. Tại vì hai cái nhóm đối tượng anh muốn search ra là nhà mẫu Beacon Plaza hoặc là Beacon Plaza, và những cái bạn sale bất động sản á, thì bạn search á thì nó vẫn ra cái video này. Các bạn thấy cái cụm từ khóa không? Nhà mẫu Beacon Plaza và sale bất động sản mới, hoặc là sale bất động sản không? Ha, các bạn để ý, viết cái tiêu đề mà nó không có bao gồm cái từ khóa mình muốn á thì nó cũng khó hiển thị lên khi người ta search. Ví dụ như cái tiêu đề mà có chữ nhà mẫu Beacon Plaza đi thì khả năng cái video này nó sẽ lên trên. Các bạn để ý coi, ít bữa các bạn search thử xem nó có lên không nha. Mình cứ làm mà mình không có dùng kỹ thuật gì về đi link hết, mình xem thử video nó có lên không ha. Rồi sau khi có tiêu đề rồi, các bạn sẽ viết cái đoạn mô tả. Đoạn mô tả này là mô tả cái video, mô tả video mình. Anh mở một cái video gợi ý ha. Rồi không video này. Đây đi, video mới nè. Mô tả là cái gì? Đây, khi mà video mình nó được hiển thị á thì đây là tiêu đề các bạn. Đây là tiêu đề ha. Đây là tiêu đề. Còn phía dưới này, phía dưới cái kênh á là cái đoạn mô tả.
đây là mô tả. Còn cái chỗ marketing bất động sản này có cái dấu hashtag, đây nó cũng khá là quan trọng. Đây là hashtag. Hashtag ha. Hashtag nó cũng hay ở chỗ là khi người ta click vào cái hashtag này á thì nó ra tất cả các video liên quan tới cái hashtag này. Ai đang để cái hashtag này nó chỉ hiển thị những video đó thôi. Thì người xem á, người ta muốn coi một cái chủ đề nào đó thôi á thì người ta click vào cái hashtag, nó ra tới 133 video cùng một cái chủ đề thì người ta tha hồ ta học ở trong này. Đó là cái ý nghĩa của hashtag ha. Còn phía dưới này là comment. Rồi quay lại chỗ mình đang up video đây. Description rồi. Giờ mình đang viết cái description thì cách viết như thế nào? Cách viết á là mình viết làm sao? Viết làm sao để chứa tất cả những cái từ này. Đó, các bạn viết làm sao để chứa các cái từ này. Nhưng mà viết một cách tự nhiên nha, chứ không phải là mình chèn ép cái từ khóa. Viết tự nhiên. Viết cho người đọc. Bởi vì bây giờ thì YouTube với Google nó rất là thông minh rồi. Hồi xưa á, như anh Huy anh đi SEO web á thì mình dùng các cái tool để mình trộn từ khóa, rồi trộn từ. Mình chả hiểu cái nội dung viết gì, miễn là có cái từ khóa là được. Lúc đó là Google nó còn ngu. Nhưng bây giờ họ áp dụng những cái công nghệ AI rồi, nó rất là thông minh. Nên đọc cái bài viết của bạn mà không có nội dung á thì nó là cái video của bạn nó còn banh còn đi xuống nữa chứ không có phải đi lên đâu. Đó, làm web bây giờ SEO web cũng vậy, là tập trung vào cái nội dung. Khó ở chỗ á là bây giờ những cái từ khóa như thế này mà mình viết làm sao để nó tự nhiên, viết cho người đọc. Và mình lồng ghép, mình chèn những cái từ khóa này vào. Thì cách viết thì đầu tiên mình sẽ viết cái câu đầu tiên quan trọng ha, là nó phải chứa cái từ khóa ở trên tiêu đề. Câu đầu tiên là mình phải làm sao viết nó chứa từ khóa ở trên tiêu đề. Đó, đây anh note lại ha, anh viết sẵn rồi nhưng mà xíu anh bắt lên cho các bạn xem. Câu đầu tiên này quan trọng nè, gồm những cái nội dung là câu đầu tiên nè, rồi đoạn giữa mình chèn những cái từ khóa khác nè, rồi sau đó là mình sẽ viết cái timeline nè, timeline của video nó gồm những cái gì nè, rồi phía dưới là mình sẽ link chèn các cái link video khác nè liên quan, và cuối cùng là mình đặt cái hashtag. Đó, trong cái description là mình sẽ có 5 cái nội dung như vậy. Câu đầu tiên, cái đoạn giữa, timeline của video, các link video liên quan và 3 cái hashtag. Cũng khá là làm riết nó quen các bạn. Đơn giản, hồi sáng anh thức dậy sớm, anh ngồi anh viết cái này. Anh viết này. Thì bây giờ anh chỉ chép vào thôi ha. Anh chép vào. Chứ giờ anh ngồi anh viết thì nó lâu, mất thời gian của các bạn. Anh sẽ chép vào. Đây, sáng anh ngồi anh viết rồi. Mô tả này nè. Mô tả. Viết sẵn luôn. Sẵn luôn. Copy password. Anh em xem luôn. Khỏi mấy công tốn thời gian. À, trên làng xíu. Xuống dòng cho nó cho người đọc ha. Mình đang viết cho người đọc, chứ không phải là viết cho máy đọc. Vẫn mục đích là cho máy đọc nhưng mà tập trung cho người đọc hơn. Các bạn để ý nè, giống như anh nói ở trên á, cái câu đầu tiên nó sẽ chứa cái từ khóa ở trên. Các bạn để ý thấy không, nhà mẫu Beacon Plaza nè, rồi cho sale bất động sản mới nè, các bạn thấy không, mới vào nghề nè. Đó, đọc là cho người đọc ha, cho người đọc. Video mô tả nhà mẫu Beacon Plaza để các bạn sale bất động sản mới vào nghề tại công ty Terraland hiểu về sản phẩm. Đó, là phía dưới ha.
Tadalen là đơn vị phân phối chiến lược của chủ đầu tư Beacon. Đến nay, chủ đầu tư Beacon đã triển khai dự án thứ 7, bao gồm dự án Beacon Suối Tiên, Beacon Miền Đông, Beacon Garden, Beacon Greenview, Beacon B, Beacon Plaza và Beacon Sala. À, từ khóa đó, anh chàng tự nhiên không? Anh chàng từ khóa ha? À, trong chương trình đào tạo sale bất động sản mới vào nghề thì việc hiểu về sản phẩm là rất quan trọng. Thì cái này đào tạo sale mới, sale bất động sản mới là từ khóa anh muốn chèn. Mà các bạn đọc cũng thấy tự nhiên đúng không? À, ngoài việc đào tạo các bạn về sản phẩm như video training sản phẩm Beacon Plaza ở trên, thì tại công ty các bạn có thể được đào tạo nhiều kỹ năng khác như marketing bất động sản, telesale bất động sản, pháp lý bất động sản, kỹ năng môi giới bất động sản và kể cả việc học đầu tư bất động sản. Tất cả đây là từ khóa. Cái từ khóa anh muốn chèn vào. Các bạn để ý ha, cái từ khóa anh muốn chèn vào liên quan tới bất động sản nè. Marketing bất động sản nè, telesale bất động sản, pháp lý bất động sản, kỹ năng môi giới bất động sản, đầu tư bất động sản là những cái từ khóa anh muốn chèn vào. Rồi tiếp theo là các bạn nên điền cái timeline này. Lên điền cái timeline này. Timeline này vào. Các bạn xem cái video mình á, nó ngắt là những cái đoạn nào thì các bạn lưu cái thời gian trong cái video, các bạn viết nó ra. Viết nó ra. Mục đích là thêm cái từ khóa, sau này người ta có search á, nó trúng cái từ khóa này á thì nó cũng sẽ lên. Và cái thứ hai nữa là các bạn khi mà coi cái video á, bạn để ý ha. Tại vì anh có viết cái timeline, anh có viết cái timeline này nè. Nên cái video của anh nó sẽ ngắt ra từng đoạn. Các bạn thấy video nó có đoạn không? Video của anh nó có từng đoạn nè. Đó. Video nó dài quá đi thì mình ngắt đoạn ra. Thì sau này người ta có đọc description, người ta chỉ cần click vào đây. Click vào, nó nhảy tới cái đoạn đó luôn. Có rất nhiều kênh và công cụ marketing. À, hoặc là tới ví dụ như người ta click tới TikTok, người ta bấm phát nó tới đoạn TikTok luôn. Một kênh tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu với bạn đó là TikTok. Thấy chưa? TikTok là một cái nền tảng mạng. Đó, các bạn nên viết thêm cái timeline này. Nhiều video thì không có viết, nhưng mà anh có coi trên cái chương trình của VidIQ á, nó chỉ thì nó khuyến khích là nên viết cái này. Thì người ta chỉ thì mình viết thôi, người ta chuyên gia mà, mình đi học mà mình làm thôi. Các bạn đừng có suy nghĩ quá về tại sao phải làm cái này ha. Mình hiểu một số cái cơ bản rồi, cái chuyên gia người ta chỉ thì mình làm. À, chuyên gia người ta đã có thời gian, người ta trải nghiệm, người ta xương máu người ta rồi, thì người ta chỉ mà làm thôi chứ còn đi suy nghĩ chi cho mệt. À. Rồi viết xong cái timeline. À, nên có những cái câu gì chúc gì các bạn thành công gì đó. Nên có như vậy. Rồi các cái link video liên quan của mình. Các cái link video liên quan của mình. Anh chèn một số cái link. Rồi thông tin liên hệ. Rồi cuối cùng là hashtag. Cuối cùng là ba cái hashtag để cho để nó nằm ở trên đầu video này. Ba cái thôi. Nó nằm ở trên đầu này, nó nằm trên đầu các cái video. Tới bước này mọi người đã nắm hết chưa? Có thấy dễ hiểu không các bạn? Bước này dễ hiểu không các bạn? À, viết tiêu. Vậy nè. Ok. À, bạn nào mà viết web nhiều rồi á thì cái cách viết này nó không có gì mới cả. Không gì mới cả. Nó gồm có nội dung chứa từ khóa, tiêu đề thì chứa tiêu đề chứa từ khóa, nội dung thì chứa từ khóa. Và trên YouTube thì nó có các cái tag, thì mình cố gắng mình chèn những cái từ khóa trong các cái tag này vào nội dung và viết, mục tiêu làm sao viết cho người đọc. Đó, các bạn cứ nhớ là viết cho người đọc chứ đừng có viết chèn, cố gắng chèn quá nhiều từ khóa thì nó không có tốt. Và tối đa người ta YouTube nó cho mình viết 5.000 từ
năm bằng từ, nhưng mà thường không ai viết hết năm bằng từ cả. Thì cỡ như thế này là thế là ổn rồi ha, cỡ ngàn mấy 2.000 từ là ổn rồi. Rồi nãy nãy là nói tới nó có nhắc nhiều về cái tag, có nhắc nhiều về cái tag ha, thì cái tag chèn ở đâu? Các bạn kéo xuống dưới luôn, các bạn kéo xuống dưới nè, kéo xuống dưới để nằm ở khúc phía dưới nè, các bạn chèn hết cái tag mà nãy mình tìm vào cái tag ở trên này các bạn. Luôn cả công ty mình luôn, từ đây lên. Họ phải chèn từng cái rồi. Backup từng cái mới ngay chứ. Mới mệt chứ. Đây, nó cứ chèn từng cái đi. À, chờ anh chèn vô cái. Ta đang làm thật luôn mà. Thật xíu nên anh gửi cái link này luôn. Các bạn nhớ coi xong rồi cho anh cái like, rồi share lên Facebook gì đó, gửi cho bạn, bạn nào muốn làm sale bất động sản thì gửi cho bạn ấy coi. Thấy anh em coi video của công ty gì mà không có chịu comment gì hết à, thấy like mà không chịu comment. Bữa sau rồi nhớ comment nha, comment nhiều nhiều vô cho cái kênh mình nó lên chút. Thực ra kênh này anh làm lâu rồi mà mới tập trung được tháng nay thôi. Tháng nay mà mỗi mỗi ngày cũng được khoảng 8-90 người xem các bạn. Xem tự nhiên á. 8-90 người xem thì một tháng này được mà cả gần ngàn người đó. Một tháng mà gần ngàn người coi là cũng ổn đúng không? Xe web mà đến tháng 1.000 người vô web mình là cũng mệt mỏi. Đây anh chèn hết rồi nhưng mà vẫn còn dư nè. Làm sao chèn được tới 500 từ luôn. Chèn 500 từ là càng tốt. Và cái công cụ VidIQ bản Pro á, đây anh dùng bản Pro ha, thì nó sẽ có thêm cái chức năng là kiểm tra từ khóa. Để mình bấm vô thử, mình search thêm mấy cái từ khóa thì nó ra không. Beacons 2 bản Pro nó mới có ha. Anh nó sạch lâu thế, thích sạch từ khác đi. À nó thêm mấy cái từ nữa nè, từ khóa beacon này đi, chọn từ khóa beacon Dĩ An nè, ok luôn, chung cư beacon chơi luôn, bất động sản từ khóa này chắc đủ rồi đó, đủ 500 từ rồi đó, mới 458 thôi. Tiếp tục cái phần mềm VidIQ này nó cũng khá là hay, anh thấy nó hay quá nên đăng ký dùng bản Pro một năm mấy, hình như triệu mấy á, một năm ha, tính tính một năm. Căn hộ Beacon, Beacon Bình Dương, Beacon Thủ Đức, Chu Tư Beacon. Quá rồi, bỏ bơi.
Rồi ok, như thế này ha. Anh chèn đủ gần hết cái tag luôn. Gần hết cái tag, anh mới chèn thêm một số cái từ khóa căn hộ Beacon Bình Dương. Beacon Dĩ An. Thôi anh quay lại anh cái description anh viết thêm cho nó đủ những cái từ khóa này. Chủ tư Beacons. Beacon triển khai. Rồi chèn cái tag xong rồi, các bạn sẽ quay lên, các bạn upload cái thumbnail. Upload thumbnail ha. Thì thumbnail là các bạn dùng đây Canva. Thumbnail các bạn dùng Canva các bạn thiết kế. Thì anh thiết kế rồi. Thiết kế nhanh lắm, thiết kế rồi. Bây giờ chỉ up lên thôi ha. Cái việc thiết kế thì anh bữa demo rồi, bây giờ không có demo chi nữa cho nó tốn thời gian. Bây giờ anh up lên thôi. Up thumbnail, các bạn bấm vào nút cộng này. Ôi nãy thiết kế mà mình lưu ở đâu ta? Để coi. Video. Nhà mẫu. Không phải. Nãy mình up mình bỏ ở đâu? Training. À đây. Thôi anh có làm nhanh một cái hình thumbnail cho YouTube. Bây giờ anh đang up lên rồi. Bước này khá đơn giản nha. Đó. Viết cái thumbnail làm sao mà và cố gắng là có cái mặt người ở trong đó. Làm cái thiết kế thumbnail á là cái anh để ý nếu mà có cái hình người. Nếu mà có hình người thì tỷ lệ người ta click cao hơn. Và nếu mà có cái chữ nó rõ ràng. Rõ ràng thì tỷ lệ click nó cao hơn. Thì các bạn cố gắng thiết kế cái thumbnail sao cho nó cuốn hút. Rồi xong, nãy giờ là xong những bước gì rồi. Viết cái tiêu đề, viết cái description, chèn các cái tag, up cái thumbnail, cái hình đại diện lên. Là những bước chính, là những bước cơ bản nhất rồi. Làm tốt những bước này là ổn rồi các bạn. Rồi tiếp theo là mình làm một số cái bước lặt vặt, những số bước nhỏ hơn để mà tối ưu hơn cái video mình thôi. Giờ tiếp theo là mình chọn cái playlist ha. Cái video của mình là nên tạo những cái playlist, những cái nhóm video nó liên quan với nhau. Thì mình sổ xuống, thì anh có tạo khá là nhiều playlist ở đây. Thì video này nó liên quan tới sale bất động sản. Thì anh click vào, anh chọn nó nằm trong nhóm sale bất động sản này. Các bạn vô xem các video trong cái nhóm này thì nó liên quan cái chủ đề. Rồi kéo xuống dưới. Nó hỏi là có video này có làm cho con nít không? Thì mình tích vào no. It's not made for kids. Không làm cho con nít. Rồi cái dưới này bad promotion gì đó, bạn đừng có tích cho chi. Rồi cứ để im nó đi. Ngôn ngữ tiếng Việt. Recording location các bạn bỏ qua, khỏi cần chọn. Rồi license and distribution các bạn cứ để là standard YouTube license đi, đừng có chọn cái khác. Cái khác là cái gì? Creating common attribution là hình như cái chọn cái này là người khác có thể xài video của mình các bạn. Bạn cứ để cái khúc ở trên. Rồi xuống như này, danh mục category thì các bạn danh mục gì làm về cái gì thì mình chọn về cái đó. Ví dụ như phim ảnh hay là nhạc, pet animal là động vật nè, thể thao nè, travel nè, gaming nè, people blog nè, hài nè, giải trí nè, về tin tức thời sự nè, how to là hướng dẫn nè, hướng dẫn how to làm thế nào. Đó, thì bình thường là anh để people and blog nhưng mà hôm nay anh để cái hướng dẫn này thử. Để how to and style ha. Làm thế nào? Đang hướng dẫn. Video này cũng liên quan tới cái việc hướng dẫn.
Rồi khúc này comment, comment and rating này là những người ta comment á. Những người ta comment thì mình muốn họ có được comment hay không thì các bạn sổ ở đây xuống. Để tất cả comment là được được cho phép thì chọn ở trên. Hoặc là các bạn có thể giữ lại những cái comment mà có khả năng là không có tốt nè, để mà xem lại. Ví dụ như ta xài những cái từ tục tiểu đi, thì AI của YouTube nó cũng sẽ biết và nó giữ lại cho bạn review trước khi bạn cho nó post lên. Hoặc là tất cả những comment là đều phải được review trước khi bạn cho post lên thì bạn chọn, hoặc là tắt cái chức năng comment này đi. Đó. Thì anh hay để là cái ở số 2. Để số 2. Để số 2. Rồi. Quay lên trên. Còn gì nữa không ta? Hết rồi. Rồi tiếp tục các bạn bấm next. Ở subtitle thì không có, mình không có điền ha. Cái này nè, add end screen. Add end screen và add card. End screen là cái gì? Anh demo cho các bạn một cái video của mình ha. End screen là khúc cuối này, khúc cuối. Phục vụ khách hàng nhiều hơn. Anh là người rất là tuyệt vời, là một trong những số ít người. Chuẩn bị, các bạn sẽ thấy những cái end screen nó bật lên. Xem video này đến phút cuối cùng, tôi tin chắc rằng bạn sẽ trở thành một super sale trong tương lai gần. Như vậy, tôi đã chia sẻ xong hai phần trong đào tạo định hướng marketing cho sale bất động sản. Bạn hãy dành thêm thời gian xem hai video này nhiều lần nữa để hiểu và có kiến thức tổng quan về marketing. Trong các video tiếp theo, tôi và các cộng sự của tôi sẽ làm thêm những video chia sẻ về cách sử dụng các công cụ cụ thể. Hãy đây, cái end screen nó bật lên các bạn. Nhận được cái thông báo end screen nè. Video tiếp theo. Đây là end screen ha. Hẹn gặp lại bạn. Coi xong video này thì mình gợi ý thêm các video khác. Bye bye. Để người ta xem. Gọi là end screen. Đó là một trong những cái bước mà nó tối ưu theo VidIQ nó hướng dẫn đó các bạn. Theo các chuyên gia tôi hướng dẫn đó, mình cứ làm thôi. Quay lại, còn cái card là cái gì? Để anh giới thiệu và nói các bạn hiểu luôn. Cái card là cái này nè. Lâu lâu mình coi video nó có một cái dòng chữ ở trên góc phải của video này nó chạy ra, gọi là cái card. Ha. Mình sẽ chèn hai cái card trong cái video và 3 đến 4 cái end screen ở khúc cuối. Rồi, thực tế luôn. Đầu tiên là mình sẽ chèn end screen trước. Bấm add. Đó, anh hay chọn cái loại này. 4 cái hiển thị. 1, 2, 3, 4. Và mình chỉ cần điều chỉnh cái thời gian thôi. Cái này là xuất hiện end screen nó sớm quá. Nhiều khi đang coi mà khúc cuối mà đang hay, tự nhiên cái end screen nó bật lên, nó che thì kỳ lắm. Thì mình kéo gần gần về cuối. Khoảng chục giây cuối thôi. Như 16 nè. Thì mình cỡ... đúng rồi. 15, 50 thì cỡ này là ok này. Hoặc là 5 giây cuối thôi. Mình để 5 giây cuối đi. Subscription cũng như vậy luôn. Đây. Là tùy mình điều chỉnh thời gian à. Mình càng sát khúc cuối đi. Chứ để sớm quá cái đang nói mà nó bật lên, nó che hết mặt hết. Ở này bị che mặt nè. Cái anh kéo lên đây. Rồi mình được hiển thị là ba cái hình này ha. Ba cái hình nghĩa là ba cái video đó, mình chọn từng cái. Cái này là mình thay được video luôn. Mình thay video khác đi. Ví dụ như cái này là đang đào tạo sale thì có thể chọn những video liên quan tới đào tạo sale để giới thiệu cho người ta xem tiếp theo. Bí quyết marketing khúc này. Cái này là cái playlist sale bất động sản là ok nè. Các bạn có thể chọn cái playlist khác cũng được. Marketing bất động sản, sale bất động sản.
Rồi. Rồi best view. Để im cái best view thì YouTube nó tự động nó chọn cái video nào phù hợp nhất thì nó sẽ gợi ý ở trên đây. Rồi xong cái mình lưu lại. Bước này nó đơn giản lắm, bước này đơn giản lắm, các bạn bạn làm một lần là biết rồi. À, xong cái end screen rồi, tiếp theo là cái card, add card ha. Bấm add vào. Thì mình add mấy cái thì mình cứ nè. Đây là cái thời gian hiển thị video từ phút thứ 0 tới phút thứ 16. Thì ví dụ mình muốn add hai cái card theo đúng cái tiêu chuẩn của thằng VidIQ nó đề xuất á. Thì đầu tiên mình add một cái video đi. Mình chọn là hướng dẫn hỗ trợ vay, kỹ năng tư vấn cho đầu tư. Mình chọn một cái video. Mình đặt nó hiển thị 5 phút thứ 5 là nó bật một cái dòng chữ nhỏ nhỏ bên bên đây nè, các bạn thấy nó demo luôn nè, kỹ năng tư vấn bất động sản nè. Đó. Rồi nó sẽ hiển thị cái card ở chỗ này, phút thứ 5. Và mình có thể thay cái text này bị mất chữ đi. Nó dài quá nó hiển thị không có hết. Thì mình thay là chu tư Beacons, chi tiết về chu tư Beacons. Cái máy của anh nó bị đánh chữ, nó bị đó, thấy không, là thêm một cái card. Ok rồi, bây giờ mình thêm một cái nữa, hai cái luôn ha. Mình sẽ thêm hai cái hướng dẫn hỗ trợ vay, đặt cái này ở phút thứ 10. Hướng dẫn nên nó hiển thị này, hướng dẫn cách hỗ trợ gì đó, nó bị mất chữ. Ok, được hai cái card. Xong, lưu lại. Rồi tiếp theo là bấm next. Cái nó kiểm tra cái video của mình có bị bản quyền gì hay không. Nhiều khi các bạn chèn cái hình cái nhạc nền đó, các bạn chèn cái nhạc nền đó, cái nhạc nền nó có bản quyền, thì ngay lập tức chỗ này là nó phát hiện. Mà mình xài video mà bị vi phạm bản quyền á, thì sau này cái kênh của mình nó sẽ không có tốt. Rồi mai mốt mình làm quá tốt đi, mình muốn bật cái chức năng kiếm tiền á, thì mà bị vi phạm bản quyền thì kênh của mình là bị không cho bật cái chức năng đó. Và như đã bật rồi mà bị vi phạm vài lần đó là khóa luôn kênh. Nên lưu ý xài nhạc nền thì phải download từ những cái website chia sẻ nhạc miễn phí không có bản quyền. Rồi bây giờ mình có một số chức năng để mà public. Một á là mình chọn cái private là chỉ mình xem thôi. Chế độ private là chỉ một mình xem ha. Hai á là unlisted là không có hiển thị trên kênh của mình, nó không có show ra trên kênh, nhưng mà ai có cái link thì được xem. Những cái video này anh post lên là mai mốt anh sẽ chuyển qua chế độ là unlisted, hoặc là anh cắt những cái video dài thành video ngắn, anh để chế độ unlisted và anh tạo một cái website về training. Mỗi site về training nó theo những cái chủ đề xuyên suốt để cho các bạn học, thì anh để chế độ là unlisted này. Rồi thông thường á thì video chúng ta sẽ để ở chế độ public ha. Như set cái chế độ set at instant premiere này á, anh chưa set bao giờ, nhưng mà nếu tích vào chỗ này thì nó sẽ hiển thị giống như là mình đang phát livestream ngay thời điểm này, ngay thời điểm mình public. Nếu mình tích vào cái set at instant premiere ha, anh chưa thử, các bạn có thể thử đi để thử. Thì để video này là anh public luôn, nên anh để chế độ là public. Còn có một chức năng nữa là lên lịch để public video này.
Thì thằng Viết IQ nó gợi ý là thời gian tốt nhất để đăng tải hiện tại là từ 9 giờ chiều đến 11 giờ chiều, là vào buổi tối các bạn, 9 giờ đến 11 giờ tối. Là theo cái công cụ này nó nghiên cứu là thời gian đó khi mà public lên thì nhiều người xem. Thì giống như anh Hải đó, anh public phát là anh Hải anh lúc đó anh đang rảnh, con nó ngủ rồi. Cái là nó hiện cái thông báo trên app của anh. Cái anh vô anh xem được luôn. À, cái VidIQ này nó nghiên cứu được cái thời gian đó. À, bởi vì ai subscribe kênh á thì mình public phát là người ta sẽ nhận được cái thông báo. Và thời gian 9 giờ chiều đến 11 giờ chiều là thời gian những người đó người ta rảnh đó người ta xem luôn. À, nhưng mà video này anh sẽ public luôn cho các bạn coi. Rồi, bước cuối cùng là bấm Publish. Rồi, vô coi thử nó như thế nào ha. À, vì đây là cái video chia sẻ kiến thức về căn hộ cho những bạn chưa có cơ hội để mà trải nghiệm sống tại căn hộ cũng như là đến các khu căn hộ để mình hiểu hơn cái gì thực tế. Thì vừa rồi tôi đã cho các bạn xem. Rồi khi mà có thành phẩm rồi các bạn có thể thấy nè, đây là video đúng không? Rồi đây là cái hashtag nè, hashtag mình post á. Đó, còn tiêu đề ha. Tiêu đề. Đoạn mô tả. Đoạn mô tả. Các bạn thấy nó tự nó phân đoạn ra đó, tự phân đoạn, muốn coi cái phòng khách đúng không? Muốn coi cái khu vực nhà vệ sinh đi. Khu vực nhà vệ sinh. Nó tự nhảy tới cái đoạn đó luôn. Tiếp theo tôi sẽ đưa bạn đi tham quan cái khu vực phòng vệ sinh trong cái phòng ngủ master để xem trong đó có gì nhé. Thì phòng vệ sinh hầu như là được chủ đầu tư trang bị đầy đủ. Và sàn thì được lát chặt. Rồi, hầu như là xong cái bước post lên YouTube rồi. À, kiểm tra lại bên này, kiểm tra lại bên này thì VidIQ này nó tích xanh nhiều chỗ đúng không? Nè, tiêu đề thì quá dài, 63 từ nó không kêu là quá dài các bạn, 60 từ thôi, 60 từ mà anh lên 63 là kiểu mà cũng không sao cả. Thẻ tab ok nè, mô tả ok nè, thẻ đã ok rồi nè, màn hình kết thúc ok nè, hình thu nhỏ độ phân giải cao ok nè, đã chia sẻ chưa là chưa nè. Bật chế độ tính gì, bật chế độ nó bị khuất anh không đọc được ha. Bật chế độ kiếm tiền gì đó. À, đã được phát nè, đó. Thì cái tỷ lệ tích xanh này nhiều hơn nè. Còn nếu bạn chỉ post bình thường lên không có làm theo anh á thì toàn là tích đỏ thôi. Rồi các cái tag này anh xài ha. Còn con điểm sale con vít nó chấm nè. Điểm sale vít IQ nó chấm. À, thấy không? Thấy cái phần viết của anh là nó đạt 48.7 trên 50. Phần viết là đạt 48.7 trên 50 là gần đạt cái điểm mà viết rồi á, actionable này, cái điểm này. Còn cái phần mà performance nó liên quan tới các từ khóa. Này khi mà từ khóa nó chấm được cái từ khóa nào mà mình search nó lên trên những cái top 10 của top của YouTube khi mà search á thì cái điểm performance nó mới lên. Thì tổng cái điểm hai điểm này cộng lại nên nó sẽ ra cái điểm mà viết cái phần mềm VidIQ này nó chấm, là càng cao thì video của mình nó sẽ càng hiển thị nó càng nhiều. Các bạn lưu ý ha. Còn mỗi bước cuối cùng đó là viết một cái comment. À chưa, bước cuối cùng mình đi share Facebook nữa chứ. Mình sẽ add một cái comment ở đây và cho người ta cái link để mà ta đăng ký kênh ha. Thì anh quay lại một cái video của mình đi, anh copy cái comment đó, coi mấy công suy nghĩ ngồi viết lại. Có 2 view rồi ta, ai coi được 2 view kìa, mới post lên được 2 view kìa. Hello. Đây các bạn, cái này là cái comment.
Anh Hải. Anh Hải là fan hâm mộ của kênh mà. Anh Hải mới comment. Cảm ơn anh Hải rất là nhiều đã ủng hộ kênh. Rồi mình sẽ chèn một cái comment ở chỗ này. Các bạn lưu ý cái link ha. Cái link này nó có một cái kỹ thuật ở chỗ này. Từ đây đến đây là cái link của kênh. Cái link của kênh. Các bạn lấy cái link này ở đâu? Các bạn lấy link này ở đâu? Các bạn vào cái kênh của mình. Bạn lấy link này nè. Chào mừng bạn ghé thăm kênh YouTube của Tedaland. Kênh YouTube này chia sẻ những nội dung thực chiến về đầu tư bất động sản và đào tạo SEO bất động sản chuyên nghiệp. Kênh YouTube này mong muốn giúp bạn trở nên thành công hơn, giàu có hơn trong lĩnh vực bất động sản. Tôi nghĩ rằng các bạn chèn cái link và các bạn xuyệt một cái. Rồi nhớ cái này là cái mẹo ha. Cái đoạn mà anh bôi xanh này là cái mẹo nè. Chấm hỏi sub gạch dưới confirmation bằng 1. Lại câu lệnh. Rồi các bạn bấm comment. Rồi sẽ tiếp theo là sẽ ghim nó lại. Pin nó lại. Anh em nào mà đang xài máy tính á, đang xài máy tính mà chưa đăng ký kênh của công ty thì các bạn cứ thử click vào cái link này. Click vào cái link này thì nó sẽ hỏi các bạn đăng ký kênh hay không, bấm yes vào. Cái nút này là nút đăng ký luôn á, chứ không phải là nút vào kênh. Ha. Cái link này nè, bấm confirm phát. Đó, confirm subscribe. Chào mừng bạn. Yes, ok. Của tôi đã lên. Kênh YouTube này. Vậy đó. Các bạn hiểu không? À, cuối cùng là mình sẽ share cái link này lên Facebook, lên các mạng xã hội của mình. Anh câu view từ mạng xã hội vào này cũng khá nhiều á. Các bạn thấy anh hay post lên Zalo này, lên Facebook nè, để anh kéo cái lượt view về cái kênh của mình. Thì các bạn cũng nên share, sau khi post xong các bạn share lên. Các bạn copy cái URL này, các bạn vào Facebook. Facebook các bạn share cái link. Viết status cho nó. Đó, thế là anh share xong trên Facebook. Thì các cái fanpage các kiểu nữa, các bạn cứ share hết lên vào. Thì cuối cùng là xong. Đó, nãy giờ anh đã chỉ cho các bạn hết các cái bước này rồi. Cài VidIQ, nghiên cứu từ khóa, upload video, đặt tiêu đề, điền tag, viết mô tả, làm thumbnail, card, end screen, share trên mạng xã hội. Add và pin comment. Đó, các bạn mà làm hết tất cả những bước này và mình làm chuẩn á, làm chuẩn thì cái điểm của VidIQ nó chấm nó khá là cao, và khi bạn search thì khả năng video của mình nó sẽ xuất hiện nhiều. Hồi nãy là mình viết cái content như lúc nãy ha, bây giờ mình thử search thử nó ra không các bạn.
thử search thử nha. Tại vì cái những cái từ khóa mà liên quan tới beacon trên YouTube này, cái sự cạnh tranh nó không có nhiều. Các bạn có thể đưa lên top rất là nhanh ha. Nãy giờ mình chỉ viết thôi. Bây giờ mình sẽ search thử nó ra không. Mình sẽ share lại cái màn hình. Mình sẽ dùng quy trình duyệt ẩn danh để mình search. Để mình search cái đang nhập vào cái kênh của mình là mình search, nhiều khi nó ưu tiên cái kênh mình đó. Ctrl Shift N để mở trình duyệt. Ôi. N mở trình duyệt ẩn danh ha. Rồi bấm youtube.com. Các bạn search nhà mẫu beacon Plaza. Các bạn thấy không? 123. 8 được xem rồi, 123 nè. Các bạn đóng góp cho anh xem nhiều lên thì nó sẽ lên trên 1 thôi. Ok không? Là nãy giờ chỉ tuyệt chiêu đó. Tuyệt chiêu á, xài là được ngay đấy. Coi thử search cái từ khóa ngắn thôi, beacon Plaza. Thôi lên luôn nè, 123. Chết sợ. Là cũng có thể là do nó mới á, nên nó được ưu ái lên trên các bạn. Ha. Nên anh em về làm đi. Cố gắng là mình tự mình sáng tạo cái nội dung của mình á thì tốt hơn. Anh á, thì nãy giờ chia sẻ các bạn là cái kỹ thuật on page optimization là tối ưu cái bên trong cái video của mình. Còn sau đó để mà cái video của mình mà được lên top lâu dài á thì nó có một cái kỹ thuật nữa là kỹ thuật đi quảng bá cái bài viết, quảng bá cái video. Thì cách quảng bá như thế nào á thì anh Huy anh có nhiều kỹ thuật để mà anh chỉ cho các bạn. Thì anh sẽ chỉ cho các bạn một số cái ý để mà mình nghiên cứu, mình đi mình làm. À. Còn bản thân cái việc mà on page giống như anh chỉ các bạn, nó đã giúp cho các bạn có được cái lượt view còn khá ổn rồi. Còn mà làm tốt nữa, anh Huy anh làm đưa lên top liên tục nữa, lâu nữa thì khách hàng các bạn sẽ có rất là nhiều, các bạn sẽ có triệu view. Triệu view nói đùa thôi chứ ngàn view, 2000 view. Khi nào thì nhận được cái nút bạc đó? Lâu lắm em. Như mấy ơi mình là chủ yếu mình làm, mình tập trung cho cái việc mình tiếp cận khách hàng, mình bán hàng. Chứ mình không phải là cái kênh giải trí, cái kênh mà hút người đăng ký á. À, không phải kênh đăng ký hút người đăng ký nên để mà có nút bạc cũng lâu lắm. Là như 100.000 sub mới được nút bạc hay sao á. 100.000 người đăng ký nhiều lắm á. Mà những cái đổi... máy xong rồi anh Đức. Ừ ok, mời Huy ha. Xong rồi. Em share thử. Rồi mọi người thấy rồi đúng không? Thấy rồi. Thấy không? Rồi thì đầu tiên là mình nói về cái từ khóa ha. Từ khóa trên YouTube thì nó cũng giống như từ khóa bên web thôi. Tại YouTube với lại Google nó chung một ông làm ra thôi. Thì đầu tiên từ khóa thì mình nói trên YouTube nó sẽ có mình search từ khóa chỗ này. Còn trên Google thì các bạn để ý là bên chỗ google.com thì bên chỗ tab video nè, nó cũng có một cái để search YouTube đó. Bên cái tab video của Google này thì nó sẽ bao gồm cả YouTube, Facebook và mấy cái trang web mà có đăng video lên luôn ha. Thì nó có hai chỗ để mà mình xem. Một chỗ là mình trực tiếp bên YouTube, chỗ là bên chỗ Google. Bên Google này nó có nhiều cái, tất cả tin tức, hình ảnh này nọ cũng xem được đó. Rồi về từ khóa thì nãy mình có nói là tìm những cái từ khóa nào nó mang tính cạnh tranh thấp mà nó được khóa nó cụ thể và nó dễ sell ha. Chứ mà rồi đừng có lúc đầu đừng có tập trung cho mấy cái từ khóa khó như ngắn như Beacon Sala hay là Beacon Laya gì đó thì độ khó nó sẽ cao hơn mấy cái từ khóa dài. Nhưng mình có thể lúc đầu mình có thể sell từ khóa dài dài như là nhà mẫu Beacon Sala nè.
khi mọi người đánh vào đây thì nó sẽ hiện ra những cái kết quả. Kết quả bên phải bên đây là kết quả tìm kiếm tự nhiên, còn một số cái nó hiện trên đầu này nó có kêu quảng cáo, là kết quả của những cái nhà quảng cáo đăng tin. Còn ngoài ra thì nó có cái kênh trực tiếp mà chỗ nãy anh Đức nói tích vào cái dấu đó, thì nó sẽ hiện ra cái chỗ này ha. Kênh trực tiếp này thì nó có sự kiện sắp tới, sự kiện gần đây nó hiện ra đây. Rồi sau khi mình xác định từ khóa rồi thì mình sẽ tiến hành là cái bước là lên nội dung. Thì phần nội dung thì cái bài hướng dẫn của anh Đức đã hướng dẫn chi tiết rồi, mọi người cần lên cần có một cái đoạn video nè, rồi nội dung thì có tiêu đề là quan trọng rồi, nội dung ở trong mô tả sẽ tác, rồi màn hình kết thúc, màn hình thumbnail ban đầu. Cái màn hình thumbnail nó cũng rất là quan trọng vì nó quyết định cái tỷ lệ click, click chuột vào, cái tỷ lệ nó có tỷ lệ hiển thị và tỷ lệ click ha. Ví dụ như mình search một cái như vậy thì nó sẽ hiển thị ra, và sau đó người dùng họ click vào đâu thì nó sẽ tính theo tỷ lệ click. Tỷ lệ click cao thì nó sẽ, Google sẽ đánh giá cái video của mình tốt hơn những video khác. Khi mà mọi người đăng bài lên đó thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái phần sale, cái phần mà gọi là PR cho cái video của mình đó. Thì mọi người click vào video đó. Ở chỗ nào phần chia sẻ nó sẽ có những cái mạng xã hội như sau nè: WhatsApp, Facebook, Twitter, rồi Pinterest, Blogger, Tumblr, LinkedIn. Những cái này ở Việt Nam mình, cái nào mà người ta hay dùng thì mọi người nên đăng ký một cái tài khoản trên những cái mạng xã hội này, vừa để sale cho website mà vừa để sale cho cái YouTube luôn. Mọi người nên có một cái bộ gọi là bộ profile social. LinkedIn mình sẽ đăng ký một tài khoản, Tumblr đăng ký tài khoản, Blogger thì mỗi người nên có một cái Blogger. Tương tự mấy cái này mình không có xài ha, mình chỉ xài Pinterest. Pinterest là mạng hình ảnh là video, Reddit, Facebook, Twitter, những cái mạng phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là Facebook. Sau đó mình sẽ, như anh Đức nói là mình sẽ đăng cái YouTube này lên Facebook, rồi lên Zalo để nó có một cái lượt tương tác ban đầu. Đó là một phần nhỏ trong phần sale cho YouTube. Đó là phần chia sẻ mạng xã hội ha. Đó là cái đầu tiên, chia sẻ mạng xã hội. Rồi cái thứ hai là nếu mọi người có website thì mình sẽ gắn cái YouTube đó ở trên website bằng cách mình có cái mã nhúng nè. Mọi người có thể nhúng cái mã này vào website nè. Mình copy rồi nhúng vào thôi. Chuyển qua phần này, nếu mà mọi người không biết nhúng YouTube như thế nào thì mình cứ search thì trên này có hướng dẫn ha. Mình không đi sâu chỗ này. Đó là cái đầu tiên mình muốn nói người là người dần cố gắng chia sẻ cái YouTube của mình lên tất cả các mạng xã hội này. Rồi cái tiếp theo là cái phần mình sẽ đi link cho nó trên các diễn đàn. Đầu tiên mình phải search, mình có cái danh sách diễn đàn mà nó cho đăng tin ha. Sẽ có một số diễn đàn cho đăng tin, một số diễn đàn không cho đăng tin. Thì mình search, hoặc là mình search diễn đàn bất động sản hoặc là diễn đàn gì đó, thì có một số trang cho đăng tin, ví dụ như trang Linh Hay cũng có đăng tin nè. Đó rồi, một số cái như Kinh Tế nó cũng cho có diễn đàn của Kinh Tế. Đăng nhập cho đăng ký. Thì
Thì cái phần forum này á, mọi người tự tìm á, tự tìm, hoặc là nếu mà ai xuyên á, thì mình sẽ gửi cho cái danh sách forum rồi mọi người đã đăng ký. Đăng ký sau đó mình vào forum thì mình có thể viết một bài review về cái dự án, hoặc là cái video, cái chủ đề video mà mình nói đó. Rồi mình chèn khéo cái video vô thôi. Thường thì cái video này á, mà chèn vô mấy cái diễn đàn thì ít bị xóa hơn là mình đi spam tin. Tại vì cái video thì đó, mấy cái chủ topic á, thằng admin nó thích hơn là mấy cái mà mình đi spam tin, thì nó ít bị xóa hơn. Chèn khéo léo là dạng như mình chia sẻ gì đó thôi, thì đó nó không bị xóa. Còn mọi người vô mà mọi người quảng cáo quá thì cái tin đăng của mình sẽ bị xóa. Đó là phần đăng tin lên diễn đàn. Ngoài ra thì để tăng lượt view, mình sẽ giới thiệu một số cái tool ha. Để tăng lượt view thì mọi người có thể vào cái trang là www.tube.com nè. Rồi mọi người đăng ký cái tài khoản cho mình. Cái trang này nó có chắc cho mình 1.000 view miễn phí hay sao đó, không biết còn chương trình nữa không. Chai 1.000 YouTube view for free. Mọi người lên đây đăng rồi mình xài thử. Cái này thì mình làm lúc đầu cho nó có cái lượt view thôi, chứ không nên lạm dụng ha. Ngoài ra thì nếu muốn tăng view thêm thì mọi người có thể bỏ tiền vào đây, nạp tiền vào để mình tăng view. Thì đó là ba cái chính mà mình nói khi mà làm SEO YouTube. Thứ nhất là content, thứ hai là phần mạng xã hội, và thứ ba là phần backlink. Thì trong đó nó còn có yếu tố phụ nữa là phần view. View một số lượng view của một cái video. Ngoài ra thì search này á, thì nó sẽ ưu tiên cho những cái kênh nào mình đăng ký á, thì nó sẽ ưu tiên tới kênh đó. Mọi người thấy để ý thì thường những cái video nào mà nó có nội dung tốt, YouTube sẽ chấm điểm 50% là dựa vào cái content, sau đó là 30% còn lại nó sẽ quyết định dựa vào cái độ phổ biến của cái YouTube đó. Thì phổ biến là phần mà mình PPR, và 20% là cái phần gọi là phần traffic, phần view. Thì nó sẽ dựa vào ba cái đó chấm điểm một cái video ha. Nếu mà content mình làm tốt á, thì hai cái sau mình tưởng chỉ cần làm nhẹ thôi là nó sẽ lên, không cần phải. Rồi cái phần mà nghiên cứu từ khóa thì mọi người có thể tham khảo thêm một cái tool, đó là keyword tool.io ha. Nghe phần này mọi người qua bên tab YouTube, qua bên tab bên đây để search những từ khóa liên quan. Mình search nhiều quá nên nó khóa của mình nè. Mọi người bên đó search thử nha. Vào mình vào keywordtool.io vào tab YouTube, rồi mình đánh từ khóa, xong đó mình bấm cái search ở đây. Nhớ chọn Việt Nam. Mình tóm tắt lại nha, là phần content là quan trọng nhất. Phần content thì anh Đức đã nói hết rồi. Rồi sau đó là tới phần chia sẻ mạng xã hội, chia sẻ đầy đủ tất cả các mạng xã hội luôn.
Rồi còn mình sẽ đăng lên website của mình, đăng lên những cái trang trang web mà có những bài viết liên quan á. Rồi đăng ký trên website xong đó thì mình sẽ đi PR cái video của mình trên các diễn đàn. Diễn đàn Việt Nam thì nó có nhiều lắm mà, đặc biệt là nếu mình đăng video thì nó ít bị xóa hơn là mình đăng bài viết spam. Nên mọi người cứ thoải mái đăng ký diễn đàn rồi lên đó mình post video lên thôi. Còn tool để làm backlink đó thì cái phần đó thì khi nào mà áp dụng cho những cái chủ đề và từ khóa khó thì mình mới sử dụng thôi. Còn bình thường thì mọi người không nên làm dụng với cái tool đó. Thì tool thì nó sẽ có hai mặt. Nếu mà không biết xài thì nó là nó giống như con dao hai lưỡi, mình phải biết cách xài, nếu không là nó sẽ bị Google đánh giá là spam. Nên sau khi mà đăng một cái YouTube lên thì mọi người chỉ cần làm những cái bước nhẹ nhàng như vậy thôi là nó sẽ lên rồi. Mình có thêm cái trang VV2V này cũng hay, lên đây đăng ký thử có tăng view không ha. Mọi người có hỏi gì không? Cảm ơn Huy anh chia sẻ. Cảm ơn Huy chia sẻ phần kỹ thuật ha. Thì tóm lại nãy anh Huy anh có tóm tắt rồi, nhưng mà anh nhắc lại cho các bạn nhớ ha. Thì cái bước của anh là bước tối ưu về cái video và cái cách viết, cách up cái video lên. Còn anh Huy ảnh chia sẻ về kỹ thuật để mà quảng bá cái video này để cho nó tăng cái cơ hội lên top. Không phải là chỉ search ở trong YouTube không, mà còn search ở ngoài bên ngoài cái Google nữa. Thì cách làm một là mình sẽ đi link. Đi link thì anh Huy anh có chia sẻ là đi link trên các cái mạng xã hội. Các mạng xã hội thì bây giờ mình đi link cái link video thì nó vẫn ưu ái hơn là việc mình đi spam link vô cái web. Và cái thứ hai nữa, đi link trên các cái diễn đàn chứ. Đi link trên các diễn đàn. Vừa rồi anh nói là đi link diễn đàn thì nó sẽ ưu ái link video hơn là link vào web. Và cái thứ hai nữa, mình sẽ đi link trên tất cả các cái mạng xã hội, đặc biệt là những cái mạng xã hội nổi tiếng như là Facebook, Twitter, Instagram, dùng có gì đang hết đấy, LinkedIn nữa. Tạo một cái nhiều cái tài khoản trên các cái mạng xã hội này, và các bạn sẽ đi link cho các mạng xã hội này để quảng bá cái YouTube của mình. Và thêm nữa là cái view là một cái yếu tố mà có thể ảnh hưởng tới xếp hạng của cái video. Thì anh Huy anh có chỉ cho mình một cái www.tube.com á, cái website các bạn có thể thử. Và thêm nữa là anh em hỗ trợ lẫn nhau mà view lẫn nhau. Nếu mà anh em không có hỏi gì thêm thì kết thúc buổi đào tạo ngày hôm nay, và anh sẽ coi lại cái đoạn video mà anh quay cái buổi đào tạo á. Nếu mà ổn thì anh sẽ post lên YouTube cho các bạn xem lại. Ok. Rồi, kết thúc buổi đào tạo ha. Chúc các bạn một ngày thật là đầy năng lượng. Rồi, bye bye anh em. Rồi.